Tối ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng phát tán các tờ rơi quảng cáo cho trang mạng có nội dung đồi trụy, vi phạm pháp luật. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, cả hai đối tượng cùng sinh năm 2003, trú tại tỉnh Bình Định, khai nhận phát tờ rơi danh thiếp thuê với giá 1.000 đồng một tờ. Sau khi dán lên kính xe sẽ chụp ảnh lại cho người thuê. Các đối tượng còn cho biết mỗi ngày phát tán được 3.000 đến 5.000 tờ trước khi bị lực lượng công an bắt quả tang. Đáng chú ý, tại các website trên danh thiếp, các đối tượng hướng dẫn các thủ thuật qua mặt các tính năng bảo mật của điện thoại để cài đặt các ứng dụng chứa mã độc trên. Bằng cách đánh vào tâm lý tò mò, nhiều người dùng có thể sập bẫy các đối tượng. Ngoài việc sử dụng mã độc để chiếm đoạt dữ liệu người dùng, các đối tượng quản trị website trên còn thực hiện hành vi lừa đảo, hướng dẫn người dùng nạp tiền để được sử dụng các dịch vụ mại dâm cao cấp, hướng dẫn người dùng truy cập vào các nhóm Telegram khiêu dâm để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 16 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường 22 quận Bình Thạnh chặn bắt 40 thanh thiếu niên tụ tập đua xe, so kè tốc độ tại cầu Sài Gòn. Trước đó, tối ngày 15 tháng 8, nhóm quái xế di chuyển qua cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh đi thành phố Thủ Đức để so kè biểu diễn tốc độ. Lúc này, lực lượng chức năng đã chặn hai đầu cầu. Nhiều đối tượng thấy công an nên tìm cách bỏ chạy. Lực lượng đã vây bắt được 40 thanh thiếu niên gồm 30 nam và 10 nữ, tuổi từ 17 đến 23, cùng 36 xế độ. Qua làm việc, nhóm khai do bạn rủ và đam mê tốc độ, thích thể hiện bản thân nên tụ tập ở cầu Sài Gòn để biểu diễn. Sáng ngày 16 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khuya ngày 15 tháng 8, sau khi nhận được tin báo cháy xe ô tô tại ngã tư giao giữa tỉnh lộ 547 với đường Hợp Giáp, thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Tĩnh đã điều động 20 chiến sĩ và 2 xe chữa cháy đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tổ chức chữa cháy. Đến 23 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Đám cháy xảy ra do tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo kéo theo rơ móc di chuyển theo hướng Nam Bắc do T, 38 tuổi, quê tỉnh Thái Bình điều khiển, với một xe máy do ông D, 60 tuổi, quê thôn Yên Liệu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân điều khiển. Do chấn thương nặng nên ông D đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ tai nạn đã làm xăng dầu trong các bình nhiên liệu của xe đầu kéo và xe máy tràn ra ngoài gây cháy lớn. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến, một số tổ chức cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra cần tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Thái Minh Trí, sinh năm 1969, ngụ quận 8, TP.HCM, 18 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm 2022, Trí và A, sinh năm 1994, ngụ huyện U Minh Thượng, sống chung với nhau như vợ chồng. Ngày 25 tháng 2 năm 2023, Trí từ TP.HCM đến nhà A, ở ấp Minh Thượng A, xã Minh Thuận, huyện U Minh chơi. Tại đây, A tổ chức uống rượu với Trí và một số người khác. Tiệc rượu kéo dài đến khuya mới kết thúc. Một lúc sau, Trí nghe A ở trong phòng đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác rất thân mật. Trí nghi ngờ mình bị người tình lừa dối nên nổi cơn ghen, lấy dao đâm A làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Trí tự đâm vào ngực mình 4 nhát thì bất tỉnh. Sáng hôm sau, Trí sợ bị người nhà gia đình nạn nhân giết nên đi ra phía sau lấy dao rồi tự đâm vào bụng 2 nhát nữa thì ngất xỉu. Công an xã có mặt kịp thời đến đưa đối tượng đi cấp cứu. Ngoài lãnh mức án 18 năm tù, Thái Minh Trí còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 200 triệu đồng
và cấp dưỡng con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt tạm giam bị can Hà Văn Giót, sinh năm 1955, trú xã Phúc Thang, huyện Than Uyên, Lai Châu, để điều tra hành vi bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật. Trước đó, ngày 22 tháng 7 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Than Uyên cử hai cán bộ điều tra phối hợp cán bộ ban công tác Mặt trận Tổ quốc đội 11, xã Phúc Thang tới nhà riêng của ông Hà Văn Giót để làm việc về nội dung liên quan đến một vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông Giót luôn có những lời nói xúc phạm cán bộ, xúc phạm cơ quan nhà nước. Kết thúc làm việc, ông Giót đã yêu cầu xé biên bản ghi lời khai, rồi dùng điện thoại gọi cho nhiều người dân thông báo đang nhốt hai công an trong nhà và yêu cầu mọi người đến xem. Khi người dân hiếu kỳ kéo đến đông, ông Giót yêu cầu hai cán bộ công an phải gọi cho lãnh đạo công an huyện đến nhà để trả lời dân về chế độ di dân tái định cư, thủy điện Hủy Quảng, Bản Chát, thì mới thả cho về. Ngày 14 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Giót để điều tra hành vi đã chốt cửa và kích động một số đối tượng liên quan giam giữ hai cán bộ công an. Hà Văn Giót, nguyên là cán bộ lãnh đạo xã Pha Mu, huyện Than Uyên, đã được nghỉ chế độ hưu trí từ năm 2000. Khi nhà nước triển khai chủ trương xây dựng thủy điện Hủy Quảng, Bản Chát, mặc dù chưa thật sự nắm chắc về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng Hà Văn Giót hay tỏ ra hiểu biết, lớn tiếng rao giảng những điều không đúng quy định và kích động người dân với luận điệu là cán bộ tính thiếu làm sai cho dân, đồng thời đã xúi dục người dân viết đơn khiếu kiện sai sự thật, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.